Khai là Diệp xin cảm ơn quý khán giả một lần nữa đã chọn kênh YouTube TD Broadcasting để mà theo dõi trong chương trình này. Thưa quý vị, hiện tại là khoảng 5 giờ 15 phút tối giờ California, ngày 29 Tây, tháng 12 năm 2020. Thưa quý vị, khi mà chúng tôi thu chương trình này thì có lẽ là một số đông quý khán thính giả cũng đã nghe được cái bản tin là bên Dân Chủ đã đề nghị nhưng mà phe Cộng Hòa, hay là cụ thể là Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, đã từ chối không để cho Thượng viện cứu xét đề nghị phát số tiền 2.000 Mỹ Kim cho mỗi đầu người ở tại nước Mỹ. Cái yêu cầu này được đưa ra bởi Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, thì nó đã được bên ông Mitch McConnell bác bỏ. Thì thưa quý vị, sau khi cái việc này nó xảy ra đó, đây là phản ứng của Tổng thống Donald Trump. Quý vị nhìn vào bên trái của tôi, đây là cái tweet mà ông Trump đưa ra, chúng tôi xin tạm dịch. Thì thưa quý vị, nếu mà Tyler có dịch sai, xin quý vị thông cảm cho, tiếng Việt của tôi nó vẫn còn nó rất là yếu. Ông Trump viết rằng, trừ khi là phe Cộng Hòa có một cái ước nguyện muốn tự tử, cái việc nên làm là phải phê chuẩn số tiền 2.000 Mỹ Kim ngay lập tức. 600 đồng không đầy đủ, bao gồm nên xóa đi mục 230, đừng để những công ty công nghệ ăn cắp đất nước của chúng ta, đừng để phe Dân Chủ ăn cắp cuộc bầu cử tổng thống này, nên cứng rắn hơn. Thưa quý vị, đó là nội dung hay là sự phản ứng của Tổng thống Donald Trump sau khi phe Cộng Hòa đã bác lời yêu cầu của bên Dân Chủ để mà cứu xét đề nghị 2.000 Mỹ Kim trong ngày hôm nay. Quý vị nên nhớ rằng là hôm nay là ngày thứ 3 rồi đúng không? Hôm nay là ngày thứ 3 trong tuần rồi. Tới ngày thứ 5 thì chắc là Quốc hội sẽ cho các nghị sĩ đi về lại tiểu bang nhà của họ để mà ăn mừng lễ New Year, Tết Tây. Thì chúng ta có khoảng chừng độ 48 tiếng đồng hồ nữa thôi trong tuần lễ này để mà cho Quốc hội có thể làm việc. Cho nên là trong 2 ngày tới đây nó rất là then chốt để mà chúng ta chờ xem rằng là nó có hay là không có số tiền 2.000 Mỹ Kim này. Và thưa quý vị, sau đây thì xin quý vị cùng với chúng tôi lượt qua một số các khía cạnh mà tôi cho rằng là Thượng nghị sĩ Mitch McConnell rất là chiến lược trong cái vấn đề là làm sao mà ông phải đưa phe Dân Chủ vô một cái thế rất là kẹt. Quý vị thấy rằng là trong 2-3 ngày vừa qua, bên Dân Chủ đã thành công đưa Cộng Hòa vô trong một cái thế rằng là chịu hay không chịu cho người dân được số tiền 2.000 Mỹ Kim. Họ đưa ra một cái chọn lựa rất là đơn giản, bỏ phiếu yes hay là no cho cái 2.000 Mỹ Kim. Thì một số các thành viên bên Đảng Cộng Hòa hôm nay đó, họ rất là lúng túng. Cho dù rằng là họ suy nghĩ một chuyện, nhưng mà họ biết rằng là về mặt chính trị thì họ phải nên làm một bộ chuyện khác. Thì đó là cái sự khôn ngoan chiến lược của phe Dân Chủ. Thì bây giờ sau đây chúng tôi phải nói rằng là chúng tôi rất là phục cái đầu óc chiến lược của ông Mitch McConnell. Nếu mà quý vị xem ông Mitch McConnell phát biểu trong sàn Thượng viện hôm nay, sau khi mà ông bác bỏ cái đề nghị của phe Dân Chủ để mà cứu xét cái việc 2.000 Mỹ Kim này đó, ông nói như sau, ông nói rằng là trong tuần này phe Cộng Hòa sẽ hưởng ứng những lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump, bao gồm việc 2.000 Mỹ Kim, việc xóa bỏ lại mục 230 trong cái đạo luật Communication Decency Act. Việc thứ ba là việc gì? Việc thứ ba liên quan đến vấn đề gian lận bầu cử, phải điều tra gian lận bầu cử. Quý vị thấy rằng đây là cái sự gọi là tài ba lão luyện của một người như là Mitch McConnell. Thưa quý vị, trong ngày mai hay là trong ngày thứ năm đó, chúng tôi đoán là ông McConnell sẽ làm những chuyện sau đây. Ông McConnell biết rằng là nếu mà ông không có đưa cái đề nghị 2.000 Mỹ Kim này ra để mà bỏ phiếu đó thì cũng không được. Tại vì nếu mà ông không đưa ra thì ở bên ngoài ông sẽ nhận được nhiều cái lời gọi là chỉ trích từ người dân,
ông sẽ nhận được nhiều cái lời mà gọi là chỉ trích từ Tổng thống Donald Trump qua Twitter. Cho nên là đưa ra, không đưa ra cũng không được. Nhưng thưa quý vị, nếu mà ông đưa ra đó thì ông biết rằng là cái dự luật này nó chắc chắn là nó sẽ thông qua. Và trong bụng của ông cũng như là trong bụng của một số đông các thượng nghị sĩ bên Đảng Cộng Hòa, họ không muốn thông qua cái việc này. Thì bây giờ cái cách mà để cho ông thoát trận nó là như thế nào? Đây là cách là để cho ông thoát, thưa quý vị. Chúng tôi nghĩ là qua cái lời phát biểu của Mitch McConnell vào ngày mai hay là ngày thứ năm đó, ông Mitch McConnell sẽ đưa ra một cái đề nghị, một cái gói dự luật, nó bao gồm 3 vấn đề. Mà 3 vấn đề này sẽ rất khó cho bên Dân Chủ nuốt được. Và khi mà họ nuốt thì họ cũng sẽ bị bắt nghẹn. Thứ nhất, ông sẽ cột cái số tiền 2.000 Mỹ Kim này vô trong cái việc xóa đi đề mục 230 hay là section 230 trong cái đạo luật Communication Decency Act. Khi mà ông trói 2 cái vấn đề này thành một, cộng luôn cái vấn đề là nên có những cái cuộc điều tra chính thức về vấn đề gian lận bầu cử, thì nếu mà 3 cái vấn đề đó nó nằm trong một cái dự luật, thì quý vị nghĩ rằng là bên Dân Chủ họ có nuốt trôi được cái luật này hay không? Nếu mà cái vấn đề 2.000 Mỹ Kim này nó đứng riêng rẽ thì chắc chắn rằng là sẽ có tối thiểu là 60 thượng nghị sĩ sẽ bỏ phiếu để mà thông qua cái đề nghị 2.000 Mỹ Kim này. Và chúng ta sẽ có được cái số tiền này trước khi mà Quốc hội giải tán trong tuần này, để cho khóa 116 sẽ tuyên thệ nhậm chức vào tuần tới. Tuy nhiên, nếu trong trường hợp này, thưa quý vị, cộng 2.000 lại với mục 230 với việc gọi là điều tra gian lận bầu cử, thì bên Dân Chủ họ sẽ bị đưa vào cái thế rằng là bây giờ bỏ phiếu thuận hay là không thuận. Tại vì nếu mà chúng ta tin vào cái việc rằng là các công ty công nghệ cho là họ có cái sự thiên vị đối với lại cái khuynh hướng cấp tiến đi, thì bên Dân Chủ đâu có muốn mà xóa đi cái mục 230. Cái đó là một lý do mà họ không muốn xóa đi cái mục 230. Lý do thứ hai nữa, thưa quý vị, bây giờ không cần biết là quý vị là Dân Chủ hay là Cộng Hòa, những tập đoàn, những đại công ty lớn như là Amazon, Twitter và Facebook, cũng như là Google, họ có một cái sự ảnh hưởng chính trị rất là lớn với cả hai đảng về mặt tài chính, về mặt tiền bạc. Thì chỉ cần ông McConnell mà gói hay là cột cái số tiền 2.000 này vào trong cái mục 230 đó, thì các công ty công nghệ sẽ xúm lại với nhau, họ sẽ vận động hành lang, họ sẽ lobby, họ sẽ làm đủ mọi cách để mà không cho các thượng nghị sĩ bỏ phiếu thuận trong bất kỳ những cái dự luật nào, bao gồm ngân sách hay là chính sách, mà có cái điều khoản là loại bỏ đi mục section 230. Thì tự nhiên một cái vấn đề nó rất là đơn giản như là bây giờ cho hay không cho 2.000, mà bây giờ nó lại cộng thêm vô cái phần là xóa đi cái sự bảo vệ pháp lý cho các công ty công nghệ. Thì tự nhiên một cái xe nó đang đi một cái con đường rất là bằng phẳng, và bây giờ lại có một cái núi cản đường, mà cái núi này rất là cao. Cái núi này là quý vị phải đối phó với lại 4 công ty công nghệ mà chúng tôi vừa mới nói vừa rồi. Google là chủ công ty YouTube, Twitter, Facebook và cũng như là Amazon. 4 công ty công nghệ này mà xúm lại với nhau đó, thì quý vị biết rằng là làm gì mà trong 48 tiếng đồng hồ tới các thượng nghị sĩ đủ cái lực để mà vượt qua được 4 công ty công nghệ này. Cái đó chỉ là một cái khúc xương rất là khó mà để cho bên Dân Chủ cũng như là một số người bên Đảng Cộng Hòa nuốt trôi. Cái khúc xương thứ ba nữa, thưa quý vị, là về vấn đề mà gọi là danh chánh ngôn thuận đó. Hiện nay cái sự danh chánh ngôn thuận của ông Biden nó công bằng hay là nó không công bằng? Thì ít nhất là 75 triệu người dân hay là đa số những người đã bỏ phiếu cho Tổng thống Donald Trump hồ nghi về cái tính mà gọi là danh chánh ngôn thuận của ông Biden rồi. Là tại vì khi mà họ nghe những cái sự tuyên truyền từ những tờ báo như là Epoch Times hay mà họ nghe cái sự tuyên truyền từ ông Linwood hay là bà Sidney Powell đó, cũng kể như là họ nghe tuyên truyền từ Tổng thống Donald Trump, thì họ cho rằng là
cái kết quả bầu cử của năm nay nó không có công bằng. Cho nên là ông Joe Biden là một cái người không phải là đắc cử một cách chính thức. Thì nếu mà trong trường hợp mà phần nửa quốc gia đã đang suy nghĩ như vậy, quý vị nghĩ rằng là bên Dân Chủ có nuốt nổi cái khúc xương mà để kêu họ đi bỏ phiếu là bây giờ là phải có những cái biện pháp liên quan đến vấn đề gian lận bầu cử. Tại vì nếu mà họ bỏ phiếu cho cái việc đó, khi mà Mitch McConnell cột cái việc đó vô trong cái vụ 2000, vô trong cái vụ mà xóa bỏ cái mục 230, thì làm sao mà họ nuốt nổi cái việc là nếu mà họ bỏ phiếu cho việc này, có nghĩa rằng họ cũng đồng ý là nó đã có những cái vấn đề gian lận bầu cử trong năm nay. Thì không thể nào mà các nghị sĩ bên Đảng Dân Chủ có thể nào bỏ phiếu được cho một cái việc đó. Thì thưa quý vị, bây giờ trở lại với cái vấn đề mà gọi là cái số tiền 2.000 Mỹ Kim đó, để quý vị thấy rằng là các thủ đoạn chính trị ở trong chính trường, tôi không có đổ lỗi cho Mitch McConnell, tại vì bên Dân Chủ họ cũng sẽ làm những thủ đoạn như vậy. Tôi không đổ lỗi cho Mitch McConnell. Tôi đưa ra cái nhận xét này, tôi đưa ra những cái observation này để cho quý vị thấy rằng là không có gì đơn giản trong lĩnh vực chính trị cả. Đừng nghĩ rằng là quý vị có thể đưa Mitch McConnell hay là phe Cộng Hòa tại Quốc hội vô một cái thế lúng túng, là họ phải bị bây giờ con dao mà nó kè vô cổ, nói rằng là bây giờ có bỏ phiếu yes hay no cho cái vấn đề 2.000 hay không. Ông đưa ra một cái cú khác để cho ông cho phe Dân Chủ biết rằng là quý vị đưa cho chúng tôi một cái khúc xương cá rất là khó nuốt, thì tôi sẽ tặng lại cho quý vị hai khúc xương cá nó càng khó nuốt hơn nữa. Thì dĩ nhiên rằng là mình không biết, là chúng tôi không phải là cái người tiên tri để biết được rằng là trong 2 ngày tới chuyện gì nó sẽ xảy ra. Nhưng mà nếu mà thật sự là Mitch McConnell làm cái việc này vào ngày mai hay là ngày thứ năm đó, thì nếu mà phải đoán, giống như tôi đã từng đoán là tiểu bang California phải gia hạn hay là duy trì cái lệnh phong tỏa, nếu mà tôi phải đoán thì tôi đoán rằng là cái vụ 2.000 Mỹ Kim này coi như là nó chìm xuống. Tại vì không đời nào mà phe Dân Chủ có thể bỏ phiếu cho những cái vấn đề như vậy. Không đời nào các công ty công nghệ để cho cái việc đó thông qua trong lúc mà Quốc hội khóa này chỉ còn có 48 tiếng đồng hồ nữa là hết rồi. Trừ khi là họ nghỉ, coi như là họ không có nghỉ lễ, họ không có nghỉ New Year Eve, họ không có nghỉ New Year, mà họ quay lại, họ làm từ đây tới ngày 3 tháng Giêng thì không nói. Nhưng mà nếu mà họ thực sự là họ về lại tiểu bang nhà của họ, họ nghỉ New Year Eve, họ nghỉ cái ngày New Year, thì thật sự ra họ chỉ còn có 2 ngày trong tuần này và cùng lắm là ngày thứ bảy, đó là ngày thứ bảy là ngày 2 tháng Giêng thôi. Sau đó là Quốc hội mới đã nhậm chức vào ngày 4 tháng Giêng rồi. Quốc hội mới sẽ nhậm chức vào ngày 3 tháng Giêng rồi. Nghĩa là họ chỉ còn vỏn vẹn lại đúng có 3 ngày làm việc nữa thôi là hết. Thì nó như thế nào? Đây là cái cục diện hiện nay, để cho quý vị hiểu rõ được một phần của cái trò chơi chính trị giữa hai đảng đang giằng co với nhau. Và người thiệt hại cuối cùng vẫn là những người dân, vẫn là những gia đình hiện nay đang thật sự cần cái sự giúp đỡ của chính phủ. Vì những cái đòn phép chính trị này, những người nào trong 2 ngày vừa qua, 3 ngày vừa qua, hy vọng rằng là chúng ta hay là quý vị sẽ có được một số tiền lớn hơn 600 Mỹ Kim, thì sau cái ngày hôm nay, với những cái sự phát biểu của ông Mitch McConnell, ông nói bóng nói gió trên sàn thượng viện, tôi không nghĩ rằng là cái số tiền 2.000 Mỹ Kim này sẽ trở thành hiện thực, khi mà hiện nay nó có quá nhiều cái sự mâu thuẫn và rõ ràng là hai bên đang có những cái đòn phép qua lại giữa đảng này và đảng kia. Và dĩ nhiên là chúng ta còn phải đương đầu với Tổng thống Donald Trump nữa. Thì để xem coi là những ngày tới như thế nào. Chúng tôi hy vọng rằng là sẽ tải cái video này lên sau khi mà Tyler Diệp thu hình, để cho quý vị xem kịp vào buổi tối nay. Một lần nữa Tyler xin cảm ơn quý vị rất nhiều
đã luôn theo dõi chúng tôi. Và xin cảm ơn quý vị luôn để lại những cái comment. Tôi rất thích đọc những cái comment của quý vị. Có nhiều người chỉ là có một lời thăm hỏi, có một số người đưa ra những cái nhận xét rất là đúng. Có một số người chúng tôi xin cảm ơn quý vị thật. Có một số người giúp cho chúng tôi về vấn đề chính tả nữa. Có một số các bạn giống như là hồi sáng ngày hôm nay, tôi viết cái chữ mà rạn nứt đó, tôi viết dư một cái chữ, một cái chữ J đó, thì cũng có một số các bạn đã nhắc là Tyler nên xóa đi cái chữ J đó, chứ không thôi sẽ có người chọc. Thì xin lỗi quý vị, tôi hay lầm những cái chữ dấu hỏi, dấu ngã, có J hay không có J. Cái đó là tôi không có tiến bộ được. Cái đó là xin cảm ơn quý vị đã nhắc lỗi chính tả cho Tyler dịp. Và một lần nữa, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và Tyler xin hẹn quý vị lại vào video của ngày mai.